Chúng con kính mời Đức Cha, Quý Cha và Công đoàn an toàn. Kính thưa Công đoàn phụng vụ, như đầu thánh lễ Đức Cha Phêrô đã gợi lên tâm tình, đó là một cuộc họp mặt quy tụ hôm nay và chung quanh tiểu sảnh của cha cố Ignacio cũng như là di ảnh của ngài. Chúng ta đến đây với nhiều mối liên hệ khác nhau. Thế nhưng mà một điểm chung, biết bao nhiêu tâm tình với cha cố Ignacio, và thay mặt cho Công đoàn Giáo xứ Hà Đông, chúng con xin dâng lời cảm tạ và tri ân Đức Cha, vì Đức Cha đã yêu thương, nhận lời do cha xứ Phú Trung gợi ý, và cách nay đã hơn một tháng. Ngay hôm ấy, Đức Cha đã sẵn sàng để nhận lời và về dâng thánh lễ hôm nay để cầu nguyện đặc biệt cho cha cố Ignacio. Công đoàn Hà Đông chúng con hết lòng cảm tạ và tri ân Đức Cha. Chúng ta vỗ tay để cảm ơn. Và dĩ nhiên trong những mối liên hệ với cha cố Ignacio đây thì ngoài Đức Cha từng là cha phó của ngài, còn có các cha linh tông mà cha xứ Phú Trung luôn luôn anh em chúng con cũng hay gặp gỡ nhau. Và nhất là hôm nay cha gợi ý, gợi hứng cũng như là dựng dỗ trong thánh lễ hôm nay cũng như là bữa tiệc dỗ chút nữa, cho nên con cũng xin thay mặt Cộng đoàn Hà Đông được nhận lời mời của cha cũng như các cha linh tông để đáp lại và xin cảm ơn cha cũng như các cha linh tông đã ưu ái về với giáo xứ Hà Đông thân yêu này. Xin cảm ơn quý cha. Chúng ta vỗ tay. Chúng con xin cảm ơn quý cha cố với những mối liên hệ này khác đã đến đây với Cộng đoàn Giáo xứ Hà Đông. Quý cha tuổi già sức yếu, thế nhưng mà vẫn đến đây để chung tâm tình hiện thông chân thánh lễ cầu nguyện với Cộng đoàn chúng con. Chúng con xin cảm tạ tri ân. Và chúng con cảm ơn các quý cha trong Giáo xứ Hà Đông này, quý cha gia đình, các ông bà cố nơi đây cũng như các quý cha đến để mà giúp cho việc mục vụ trong Giáo xứ Hà Đông cũng đã hiện diện trong thánh lễ này của cầu nguyện cho cha cố Giuse rất là tâm tình. Chúng con xin cảm ơn. Và dĩ nhiên anh em trong giáo hạt xóm mới, chúng ta trong sự liên kết với nhau cũng đã có mặt nơi đây để dâng thánh lễ và tưởng nhớ về cha cố thật là quý hóa. Con xin cảm ơn cha Nguyên hạt trưởng cũng như tất cả các quý cha trong giáo hạt. Và xin cảm ơn thân bằng quý thuộc của cha cố Ignacio và có cả quan chú đây. Con cũng được gặp nhiều lần, mỗi khi đến để mà thăm cha cố cũng được nói chuyện với lại tất cả các quý vị. Và hôm nay quý vị có mặt nơi đây để cùng với Cộng đoàn dâng thánh lễ cầu nguyện thật là quý hóa, xin trân trọng và xin cảm ơn. Và con quý ông bà cố, rồi quý gì đây ở phía bề trên tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho cha cố Ignacio và những khách mời này khác và Cộng đoàn Hà Đông với những đại biểu được mời tham dự thánh lễ hôm nay cũng như tiệc dỗ chút nữa. Chúng ta cảm ơn ban tổ chức cũng như là chúng ta cảm ơn cha cố Ignacio có dịp đã quy tụ chúng ta nơi đây. Và cách rất riêng đối với con thì năm 68 đã được biết cha cố Ignacio và những bài học giáo lý đầu tiên ngài cũng dạy con, và cách riêng hơn nữa con cảm thấy là như là cha cố vẫn luôn dõi theo
cái hành trình ơn gọi của con những năm con ở tiểu thư viện, hình như có một cái mối liên hệ thì nó chặt chẽ lắm. Và mỗi khi con gặp cha cố thì cha vẫn nhớ rất rõ, và cha con rất là tâm tình với nhau. Khi con khánh thành nhà thờ đá Vĩnh Hòa thì chính cha cố Ignacio ngài cũng đã đến trong thánh lễ đó, và một năm sau thì ngài qua đời. Cho nên tự nhiên con có cảm nhận được nhiều cái tâm tình mà cha cố truyền cho con, và nhất là khi con về giáo xứ Hà Đông này nữa thì con lại luôn luôn thủ thỉ với cha cố là xin cha cố giúp con để chúng con có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà Chúa giao cho con ở nơi cộng đoàn giáo xứ Hà Đông này. Cho nên mỗi khi có gì đi lên thi ảnh của ngài hay là vô nhà an nghỉ cầu nguyện cho ngài thì biết bao nhiêu cái tâm tình ấy cứ sống lại trong con. Và thật sự cha cố nhà siêu với con rất là kính yêu, và xin cha cố phù hộ cho con cũng như cộng đoàn Hà Đông. Con hết lòng cảm tạ tri ân cha cố. Kính thưa anh chị em, hồi nãy tôi đang định thay mặt gia đình Linh Tông và huyết tộc để cảm ơn cha xứ Hà Đông. Ai già đâu ông mới đứng ông cảm ơn mất rồi. Và lúc đấy tôi mới phát hiện ra là ngài cũng như là bà con giáo dân của xứ Hà Đông là gia đình thiêng liêng của cha cố Ignacio. Và anh chị em đã coi việc quy tụ dâng lễ hôm nay như là việc bổn phận tự nhiên của mình trong gia đình thiêng liêng. Đó là điều rất đáng quý mà tôi muốn cảm ơn anh chị em. Và tôi tin là cha cố Ignacio gần bên tòa Chúa thì sẽ phù hộ cho tất cả chúng ta được những ơn lành cần thiết trong đời sống đức tin của mình. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.